Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách trang mè. Hạt mè còn vỏ, đổ mè vô thau nước đầy, vớt lấy mè nổi trên mặt nước và bỏ sẵn cát chìm dưới thau. Phơi khô mè sạch đã vớt, đựng trong hộp đầy nắp. Nếu mua mè sạch không phải đãi nữa, khi rang mè dùng tay cho ướt để bóp sơ mè cho thấm nước mới rang mè thơm hơn là rang khô. Rang lửa đều và nhỏ, khuấy đều mè, đến khi nghe mè nổ lách tách, rang thêm một chút nữa là mè chín. Đổ mè ra nồi phải đậy kín liền. 15 phút sau mè nguội, bỏ vô cố nghiền chung với muối hầm. Tỷ lệ 1 muỗng cà phê muối hầm nghiền với 20 muỗng mè với người dưới tuổi 40. Phân lượng này thay đổi tùy theo tuổi tác và loại bệnh. Mè nghiền với muối rồi chỉ sử dụng được 4 ngày, ăn tiếp phải rang mè mới. Không nghiền mè hoặc chế biến thức ăn gần người bệnh vì sẽ bị hút om vào thức ăn, làm giảm tác dụng tốt của thức ăn. Ha ha ha, 问什么的说。